Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trung Quốc đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Người nghèo nhất là người không có giấc mơ. Còn các bạn thì sao? Các bạn có giấc mơ không? Chàng trai sau đây thì có. Anh ta có một giấc mơ rất rõ ràng là trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện này như một gia vị trong kỳ World Cup vốn dĩ đầy bất ngờ này nhé. Đây là Santiago Muñez, một cậu bé mê bóng đá người Mexico. Một đêm nọ, bố cậu tức Hernan đưa cả gia đình nhập cư bất hợp pháp sang Mỹ, Los Angeles. Trong lúc bị truy đuổi, cậu đã đánh rơi thứ quý giá nhất, đó là trái bóng. 10 năm sau, Santiago đã lớn khôn, đẹp trai, phụ làm vườn cùng bố cậu. Và khi không bận cắt cỏ thì cậu chơi cho đội bóng địa phương. Cậu sở hữu một đôi chân ma thuật, nhưng trong nhà chỉ có mỗi bà là ủng hộ giấc mơ sân cỏ của cậu. Vì họ quá nghèo, Santi làm công việc phụ bếp ở một quán ăn người Hoa, một công việc mà chắc chắn là không có quá nhiều cơ hội để thăng tiến. Và như mọi ngày, Santi tiếp tục chơi bóng để thỏa mãn đam mê. Chỉ khác là lần này có một người xem cậu thi đấu rất chăm chú, đó là Glenn Floyd, một cựu cầu thủ Newcastle, aka tuyển trạch viên. Họ có cuộc nói chuyện đầu tiên vì Glenn rất hứng thú với tài năng của cậu. Glenn muốn nhìn thấy cậu chơi bóng một lần nữa vào thứ bảy, hứa với cậu rằng lần này sẽ đưa theo một quản lý thể thao nữa, đó là một người thích nhìn mông phụ nữ hơn là ê mông trên ghế xem các cầu thủ thi đấu. Mà bỏ qua chuyện đó thì Hernan tỏ ra khó chịu với sự mơ mộng của Santi. Ông nghĩ rằng cách duy nhất để cuộc sống họ tốt hơn là dành dụm tiền mua một chiếc xe riêng phục vụ cho công việc lau xe, dọn vườn của họ. Thứ bảy, Glenn tới sân, còn gã quản lý thể thao thì vẫn ngắm mông tại một bể bơi sang trọng. Santi như thường lệ vẫn thể hiện tốt trước sự chứng kiến của Glenn, bà ngoại và em trai, mà có vẻ như cậu bị hen. Quay lại với tuyển trạch viên Glenn, không muốn phí hoài tài năng của Santi, ông gọi cho huấn luyện viên trưởng Newcastle, tức Eric, vào 3:30 sáng, mong ông ta hứa sẽ cho Santi cơ hội nếu cậu ta đến Anh. Ngài huấn luyện viên vì cơn buồn ngủ nên nhận lời cho xong. Ngày hôm sau cũng là ngày Glenn phải quay lại Anh. Ông đến gặp Santi với lời hứa về suất cầu thủ thực tập tại Newcastle. Như thường lệ, người cha nổi giận, người bà ủng hộ. Santi tiếp tục làm những công việc hàng ngày, đêm đến cất tiền trong cái két hình giày. Một ngày đẹp trời, khi chắc mẩm rằng số tiền đã đủ, anh lục đôi giày nhưng chỉ còn lại bụi. Hernan đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của cậu con trai để mua chiếc xe tải mới, cần câu cơm của cả nhà. Nhưng quan trọng hơn là ông muốn Santi sống thực tế lên. Cậu nhóc bỏ vào phòng hơi khó thở vì hen. Cùng lúc đó, tại đảo quốc sương mù Newcastle, ngôi sao mới của đội bóng Gavin đang được phóng viên hỏi hỏi. Anh ta thể hiện rằng mình là một cầu thủ kiêu ngạo và tự tin có thể giúp Newcastle giành suất dự cúp châu Âu. Trở lại Mỹ, bà Santi bằng một cách nào đó mua được vé cho cậu sang Anh. Chiếc vé một chiều đến giấc mơ. Santi dọn đồ tới sân bay trước khi bố cậu phát hiện ra. Nhiều giờ sau, cậu có mặt ở vùng đất đầy sương, liên lạc liền với Glenn, ở cùng ông ta luôn vì cậu đang vô sản. Họ có vài cuộc trò chuyện bâng quơ trước khi chìm vào giấc ngủ. Một ngày dài, sáng hôm sau, Santi dậy sớm, chạy một mạch ngoài bãi biển. Bữa sáng được tài trợ bởi Glenn, một chút trò chuyện ở quán xá về bóng đá. Và cuối cùng là có mặt ở sân vận động St. James Park. Eric giữ đúng lời hứa, cho cậu một suất tập thử với đội dự bị Newcastle. Ông này là huấn luyện viên, aka bạn thi đấu hồi trẻ với Glenn. Ông truyền tí cảm hứng cho Santi trước khi tập cho đỡ hen. Cậu bé tranh thủ không có ai, làm một hơi cho hệ hô hấp ổn định. Mưa to tầm tã trong buổi tập đầu tiên của Santi. Cậu được gọi vào thi đấu, chân có chút lung túng, không hiểu do cơn mưa hay do tâm lý mà Santi chẳng thể hiện được gì. Anh vào tắm, rồi về cùng Glenn. Ông nói rằng anh không còn cơ hội nữa. Cả hai về nhà, Santi nói vài lời về bố mình. Có gì đó thôi thúc Glenn, ông tìm huấn luyện viên trưởng Eric cho một nơi sang trọng và quý phái. Tất cả những gì ông muốn là một tháng tập luyện cho Santi. Glenn có niềm tin mãnh liệt rằng cậu bé này sẽ làm nên chuyện. Santi sau khi nhận được cơ hội, lao vào luyện tập. Cuộc sống của cậu hàng ngày chỉ có bóng đá. Một lần trong khi tập, cậu nhìn thấy những huyền thoại của đội bóng. Cậu say sưa quan sát những Alan Shearer, Jermaine Jenas. Một ngày nào đó, Santi muốn mình cũng vĩ đại như vậy. Nhưng trước hết, phải kiểm tra y tế. Santi gặp một cô gái đặc biệt và cũng là y tá khám cho cậu. Ngoài không biết được tên cô, thì Santi còn nói dối rằng cậu không có vấn đề gì về hô hấp, tất cả là để vượt qua buổi kiểm tra y tế. Quay trở lại tập luyện, Santi có vài đồng nghiệp thích soạc mình. Buồn bã vì bị chơi xấu, cậu đi tập gym thì xem ai đến tranh máy tập với anh kìa. Đó là Alan Shearer. Cuộc sống không thể thiếu đi sự giải trí. Tối hôm đó, Santi đi quẩy với đồng nghiệp tại một hộp đêm. Thế nào mà lại gặp cô y tá bữa nọ nên đi nhậu chung luôn. Cười đùa, rượu chè quên đi những mệt mỏi. Hôm sau, lại là tập luyện. Hết giờ, Santi có cuộc nói chuyện khá deep với Eric. Đại loại là ông bảo logo trước ngực luôn phải to hơn cái tên sau áo. Hãy thi đấu vì tập thể. Santi sau đó đi tắm và đồng nghiệp hôm trước soạc anh đã biết anh bị hen. Cuối tuần, Santi đi cổ vũ cho đội bóng tương lai. Trận đấu giữa Newcastle và Chelsea, Gavin hậm hĩnh được ra sân trong đội hình chính thức. Một trận đấu vô cùng căng thẳng với Frank Lampard, Joe Cole. Các hảo thủ của Chelsea khiến đội chủ nhà lúng túng trong việc ghi bàn. Thật ra vấn đề còn nằm ở tuyến giữa, mà cụ thể là Gavin. Anh cũng showbiz, thích thể hiện, không thích truyền. Eric quyết định thay KOL này ra. Newcastle liền thắng 1-0 với bàn duy nhất của Patrick Kluivert. Những ngày tiếp theo, Eric thấy được sự cố gắng của Santi khi anh liên tục ở lại muộn để tự tập luyện. Quả ngọt đã đến. Santi được điền tên vào danh sách dự bị cho trận đấu của đội trẻ Newcastle. Anh báo ngay tin vui cho cô y tá. Họ tản bộ và nói những câu chuyện mà các cặp đôi thường nói về nỗi đau, về tình yêu thương hoặc cả hai.
trận đấu diễn ra, Santi đánh rơi thuốc hèn xuyễn. Đồng nghiệp hay soạc lần này dẫm nát thuốc của cậu. Santi bước vào sân thi đấu như một đứa trẻ sinh thiếu tháng. Hệ hô hấp là đối thủ nặng ký nhất của anh lúc này. Huấn luyện viên buộc phải thay anh ra. Santi đi qua Eric, khuôn mặt tỏ rõ sự thất vọng. Ở phòng thay đồ, cậu bé mễ ngồi thượt ra ghế, mồm chẳng nói nên lời để giải thích cho huấn luyện viên. Santi đi một mạch đến nhà cô y tá, cũng là trị liệu. Nhưng có lẽ là trị liệu tâm lý. Cậu nói với cô rằng cậu bị hen, nhưng không thể nói với ai trong đội bóng. Và sau đó là chuyên mục than thân trách phận như bao bạn trẻ khác. Cô y tá thể hiện rằng mình xứng đáng có 10 người yêu bằng cách cho cậu thơm, một cách an ủi Ultra VIP Pro Max. Ở một nơi gần đó, Gabby cũng đang tỉnh giấc nồng bên cạnh hai bé Bee Sugar. Tẩu nó chứ, muộn giờ đi tập rồi. Nhưng có một việc đen hơn là xe của Gavin giờ còn không có bánh. Anh ta gọi taxi và vô tình được ghép vào xe của Santi đang đi về quê. Hai người quay trở lại Newcastle. Gavin nói với Eric rằng cậu nhóc Santi này chỉ bị hen chứ không bị đần, và cậu chỉ cần một ông áo trắng nào đó, quan trọng hơn là một cơ hội nữa để tiếp tục tập luyện. Eric gật đầu, còn Gavin có vẻ như lần đầu tiên biết nghĩ cho người khác. Những ngày tháng tiếp theo, Santiago trở thành ngôi sao của đội trẻ. Với món quà là một bản hợp đồng chính thức, Santi dẫn cô y tá đến căn hộ mới tậu cùng Gavin. Nó thật đẹp đẽ, tráng lệ. Đêm đó Gavin dẫn chấn bé đù Mexico đi giải ngố, một nơi ngập tràn những cái mông lắc lư. À tiện nhắc đến mông, các bạn còn nhớ ông quản lý thể thao thích ngắm mông này không? Ông ta tiếp cận Santi với những lời hứa hẹn về các bản hợp đồng quảng cáo nếu cậu được lên chơi cho đội 1. Điều này khiến Santi suy nghĩ khá nhiều. Cậu hỏi huấn luyện viên luôn cho nóng. Ông ta ân cần nói rằng thứ bảy, mong ước của cậu sẽ thành hiện thực. Hôm đó là một trận làm khách của Newcastle trước Fulham. Santi được vào sân từ ghế dự bị sau khi một cầu thủ bị chấn thương. Những bước chạy của cậu bé ngoại quốc khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Gavin bước lên, thực hiện thành công quả phạt đền, mang lại chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội khách. Ở một quán bia sập sệ, bố Santi cũng vui mừng khôn xiết khi thấy con mình trên TV. Eric vẫn vô cùng hà khắc với Santi dù cậu gián tiếp mang lại chiến thắng. Sau trận đấu, Santi gặp David Beckham. Cậu không thể ngừng nói về việc bà nội cậu rất thích anh. Tiếp theo là chém tiếng Tây Ban Nha với Raul và Zidane. Bọn họ đều tới đây để quay quảng cáo. Gavin lôi Santi đến một bữa tiệc thật sự, một nơi hơi tối và nhiều yêu quái. Nhưng hôm nay vô tình lại là sinh nhật của Santi. Thôi thì sau cuộc vui, cô bạn gái của Gavin gặp Santi để giải bày, nói rằng Gavin không coi trọng cô và cô sẽ ra đi. Sáng hôm sau, mặt của Santi hiện lên trang nhất báo The Sun. Eric nạt nộ, hỏi về việc ai là chủ mưu của bữa tiệc xa hoa này. Santi tất nhiên là bảo vệ Gavin nên không nói. Ở Los Angeles nhiều nắng, có một ông bố đang đi làm thì bị đột quỵ. Ông ta vô tình lại là bố của Santi. Cậu đau lòng khôn xiết khi biết tin, toan quay trở lại nơi xưa để tiếp quản cơ nghiệp của người cha bất hạnh. Giây phút ở sân bay, Santi nhận ra cậu làm tất cả để được chơi bóng. Cách duy nhất khiến bố cậu vui có lẽ tiếp tục với việc cậu làm tốt nhất. Santi rời sân bay quay trở lại sân tập, nói với Eric về ước vọng lớn nhất của cuộc đời mình. Từ hôm đó, cậu lao vào tập luyện như cách mà báo chí nói về anh bảy. Điều đó mang lại một suất đá chính với Liverpool vào cuối tuần. Giây phút Santi bước ra sân, những mảng ký ức từ nhỏ ùa về mạnh mẽ. Nó như nhắc nhở lý do tại sao cậu ở đây. Santi bắt đầu trận đấu với sự tự tin cao độ. Dù đối đầu với anh là đội trưởng Steven Gerrard, huyền thoại của Liverpool, ở một tình huống phản công, cú đánh đầu của Gavin đưa Newcastle lên dẫn trước. Liverpool nhanh chóng quân bình tỷ số sau một tình huống phạt góc nguy hiểm. Họ tiếp tục giành lợi thế với cú ra chân rất nhanh của Milan Baros. Thì Newcastle khó khăn, cũng là lúc Santi lên tiếng. À, ý tôi là lên chân. Cậu có pha solo cực đẳng cấp từ giữa sân, tuột tắt bóng như đặt để Gavin một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ, Gavin bị phạm lỗi mang đến một quả đá phạt vô cùng nguy hiểm gần vòng cấm. Thay vì tham lam để đạt cú hat-trick, cậu nhường quyền sút phạt cho Santi. Cậu bé ngoại quốc bước lên, hôn chiếc dây chuyền may mắn của bà nội và thực hiện một cú sút không thể đẹp mắt hơn, mang lại chiến thắng 3-2 để nghẹt thở cho Newcastle. Ở quán bia sập sệ nọ, bà của Santi cũng chứng kiến giây phút đó. Bà không kìm được nước mắt gọi cho cậu, nói rằng bố cậu cũng đã từng đến đây và xem cậu thi đấu. Santi hét lên trong sung sướng. Bố tôi đã xem tôi chơi bóng. Yes, tôi là Châu Huệ Linh. Đừng quên đăng ký các kênh của hệ thống The Reviewer. Còn bây giờ thì see ya. À nhớ mua áo trùm cuối nữa nhé.